Chào thầy cô, tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video sinh viên edX học gì và làm gì. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ môn này là nghiên cứu con người. Thì hôm trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái huyết đầm đúng không? Thế nay chúng ta sẽ đi sâu một chút thời về huyết đầm để chúng ta nghiên cứu sâu vào bộ não của chúng ta. Thì bây giờ như thế này, các bạn làm cho tôi một hành động để các bạn kéo chính tay bản thân mình. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nó đau đúng không ạ? Thì đấy là gọi là gì ạ? Đây gọi là cảm giác xúc giác của các bạn đúng không? Thì khi mà các bạn bị véo thêm một cái này thì bộ não của các bạn sẽ nhận những một số thông tin đúng không ạ? Và có những thông tin ví dụ như các bạn đang trượt lướt qua một cái này thì hiện tại ở trong não các bạn có động lại một số hình ảnh nào hay không ạ? Và điều mà chúng ta phân tích ở trong bộ não ngày hôm nay đây là những kiến thức, những cái hành động, những cái cách xử lý của bộ não của chúng ta đến với cuộc sống này và đến với những cái kiến thức mà chúng ta có được trong với cái buổi chủ video này nhá. Đầu tiên đấy là ví dụ như bây giờ chúng ta có lúc mà các bạn véo tay bản thân mình một cái như thế các bạn cảm thấy đau đúng không ạ? Thì bộ não của chúng ta sẽ tiếp nhận thông tin của chúng ta và xử lý về chúng ta để là khiến cho chúng ta viêm một réo này. Chẳng nhẽ chúng ta đau chúng ta vẫn véo tiếp tục đúng không ạ? Chúng ta sẽ cởi ra. Đấy là lúc đấy là bộ não của chúng ta đang giúp chúng ta xử lý cái thông tin và ngắt cái chúng tay chúng ta phản ứng hành động của chúng ta ngay ra tức thì. Thì ở trong bộ não chúng ta sẽ phân tích rất là nhiều trạng thái. Từ cái trạng thái là chúng ta bắt đầu xử lý cái tình huống nó như thế nào thông qua cái năm bộ ngũ quan, đấy là xúc giác này, khứu giác này, thính giác này, vị giác này, thị giác này, khứu giác này. Đấy, năm cái bộ ngũ quan của chúng ta để xử lý cái thông tin. Thì khi mà chúng ta mình vừa mới đưa đi một số cảm xúc đúng không ạ? Tại vì là khi đấy mình đang cảm thấy não của mình đang không xử lý được cái tình huống, cái thông tin mà mình cần phải gửi đến cho các bạn. Thì cái bộ não của mình đang tạm ngừng xử lý một số thông tin. Thì đồng nghĩa với việc là bộ não của chúng ta sẽ có những cái lúc là tiếp nhận thông tin và sẽ có những lúc sẽ không tiếp nhận thông tin của chúng ta. Và nó là vừa đi khuất đi và nó sẽ cho những thông tin của chúng ta tiếp nhận được vào đấy. Nó sẽ chảy đi vào một cái phần bộ não chết. Và từ đấy cái bộ não chết đấy nó sẽ không tiếp nhận thông tin. Và trong một cái thời gian nhất định nào đấy thì cái thông tin đấy nó sẽ được lão hóa đi và nó sẽ bị tẩy ra bên ngoài. Và không hẳn là nó sẽ bị tẩy đi, mà khi mà chúng ta bắt đầu lại cái cảm xúc đấy thì chúng ta có thể gỡ lại nhớ chút xíu nào về bộ thông tin đấy. Và nó gọi là tạm cất đi vào một cái kho lưu trữ nào đấy. Nhưng cái kho lưu trữ đấy nó sẽ bị dần dần đẩy xuống. Nếu như cái thông tin nó càng nhiều, bộ não của chúng ta tiếp nhận được càng nhiều thông tin. Đấy, nó là như thế. Bộ não chúng ta có rất là nhiều kiểu để tiếp nhận thông tin. Nó có thể là về quá khứ này, tương lai và hiện tại. Hiện tại là chúng ta sẽ tiếp nhận những thông tin ở đó và xử lý với thông tin. Và tương lai là chúng ta tiếp nhận những thông tin đấy và chúng ta sẽ hành động nó như thế nào theo về phản ứng tiếp theo. Đó có thể là cái suy nghĩ của chúng ta với cái hiện tại tương lai chẳng hạn. Đấy, nó là như thế. Còn quá khứ là nó sẽ cất giữ đi những thông tin của chúng ta vào trong quá khứ và hiện tại tiếp theo nó sẽ lôi dậy nó ra và để chúng ta nhớ trở lại. Bộ não chúng ta sẽ tiếp nhận thông tin ở bên ngoài. Khi mà chúng ta véo một cái này chúng ta cảm thấy đau, lúc đấy là thông tin bộ não hiện tại của chúng ta tiếp nhận và chúng ta sẽ là chúng ta đang có một cái tác động ở bên ngoài đến cái khứu giác đến cái xúc giác của chúng ta và khiến cho chúng ta cảm thấy đau. Và sau khi bộ não chúng ta tiếp nhận được thì nó sẽ đẩy vào bộ não của chúng ta và từ đấy não chúng ta sẽ xử lý theo các hình thức, đấy là ngôn ngữ chúng ta và hành động của chúng ta, và hôm nay đó là các ý tưởng, các cái triết lý, các cái nội dung của chúng ta để chúng ta xử lý cái bộ thông tin đấy, và dần dần nó sẽ trở nên thành cái hành động của chúng ta và giúp chúng ta phản ứng với cái những cái điều đó, và nó có thể phản ứng tích cực, tiêu cực hay là những cái phần thông tin sẽ được mã hóa như thế nào trong cái bộ não của chúng ta thông qua cái việc mà bộ não chúng ta tiếp nhận qua cái bộ ngũ quan nó như thế nào. Và từ đó chúng ta bộ não chúng ta có tiếp nhận cái thông tin đó và xử lý cái thông tin đó hay không còn tùy thuộc vào cái ý chí, cái ý thức của chúng ta, gọi là các cái neuron liên kết lại với chúng ta ở trong đó để tạo ra những cái sự ý thức của chúng ta hay về hành động này, về ngôn ngữ, về lời nói đấy. Nó là như thế. Thì đa số thì là chúng ta đều có thể là nhớ hết tất cả mọi thứ và bộ não chúng ta đều lưu trữ cái thông tin của chúng ta vào một trong bộ RAM, gọi là RAM đi, để nó sẽ giống cái bộ não của chúng ta. Thì lúc đấy bộ não của chúng ta sẽ tiếp nhận cái thông tin của chúng ta và từ đấy sẽ xử lý thông tin của chúng ta theo cái từng mức độ
mà chúng ta bộ não, cái ý thức, cái ý chí của chúng ta mong muốn cái ý thức đó nó tiếp nhận như thế nào để rồi xảy ra các tình huống mà chúng ta không mong muốn chẳng hạn. Đó là cái vấn đề là wisdom mà về cái bộ não của chúng ta phân tích được. Bộ não chúng ta phân tích được nó có bộ não trái, não phải. Thì hôm nay mình sẽ không đi mà mình sẽ đi để nói cái cách, đến cái hình thức mà bộ não chúng ta tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin nó như thế nào. Đấy là toàn bộ những cái ý thức, cái video mà mình muốn nói đến với các bạn. Có thể là nó sẽ thiếu sai sót. Và còn có rất là nhiều bộ phận mà chúng ta cần chưa biết về bộ não của chúng ta đâu. Hãy mong các bạn có thể là chú ý về những video tiếp theo để chúng ta có thể xử lý nhau hơn, cùng nhau tìm hiểu hơn nhiều hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn.